quay trở lại với Dalam Fitness thì hôm nay mình sẽ làm video này so sánh theo yêu cầu của các bạn, đó là giữa cà phê sữa và Milo. Thì nói chung là các bạn sẽ hỏi là uống cái nào. Không, đến đây mình lát mình so sánh sau đi. Câu hỏi của các bạn quan tâm đó là làm thế nào và uống cái nào mà nó sẽ sử dụng và tốt hơn các bạn để thời gian mà thương. Mà cái này mình thấy nhiều bạn sẽ uống trước khi tập. Thì trong trường hợp mà các bạn không sử dụng những cái thực phẩm liều lượng cao, có thể là do giá thời hành hay là như thế nào đó, thì các bạn sẽ sử dụng một trong hai sản phẩm này. Rồi như vậy thì trong một trong hai sản phẩm này, thành phần dinh dưỡng của nó như thế nào và nó cung cấp cho cơ thể của các bạn những gì? Đầu tiên là về giá tiền, cà phê Highland có giá là 12.000 và Uni đó là thích uống cà phê Highland. Milo thì giá là 13.000 và Uni thì không thích uống. Rồi cả Uni đi, mình nói qua một cái khác. Ok, thì với cà phê Highland thì chúng ta sẽ có là 176 calo, Milo thì chúng ta có 171 calo và hai lon này có thể tích tương đương nhau khoảng 235-240 ml, nghĩa là cùng với một giá tiền, lượng calo các bạn nạp vào cơ thể trước khi tập nó khoảng 170 calo, nó là tương đương như nhau nha. Nghĩa là với 170 calo mà nếu các bạn nạp nó trước khi tập thì nó còn khoảng thời gian khoảng 1 tiếng để bạn có thể tiêu hao vừa đủ cái khoảng thời gian này để cơ thể là nó hấp thụ dinh dưỡng từ này. Còn về nếu mà nói về độ tỉnh táo trước khi tập và hỗ trợ tập luyện hiệu quả hơn thì một lon Highland này nó có thành phần trong này đó là 3% cà phê cô đặc, nghĩa là trong đó nó có chứa caffeine, nó sẽ làm bạn dễ dàng và mau chóng tỉnh táo hơn một lon Milo này. Nhưng bù lại một lon Milo này, cái lượng chất đạm trong đó nó rơi vào khoảng tầm 5 gram chất đạm nha, nó cũng không phải là quá ít đâu. 5 gram so với thể tích là 170 với so với thể tích 240 ml thì cũng khá là nhiều. Và thêm nữa là trong một lon Milo này thì nó có thêm các vi chất như là canxi, magie, sắt, vitamin B1, B2, B6, niacin, acid, pantothenic và biotin, thì nó rất là tốt cho việc các bạn tập luyện tỉnh táo. Nghĩa là nếu lựa chọn uống trước khi tập, nếu là mình xin được chọn ở Milo, tại sao mình lại không chọn cà phê Highland? Bởi vì cái thành phần sữa đặc trong cà phê Highland nó nhiều hơn, bằng chứng là trong này ghi là năng lượng của nó đến từ carbon hydrate, nó là lên tới 26-27 gram, nghĩa là đường nó quá nhiều và đẩy mất insulin trong cơ thể bạn ra lên nhiều hơn. Và trước khi tập á thì nếu mà lựa chọn Milo, nó bổ sung chất đạm mình sẽ là tốt hơn. Và thật sự là chứ về cái caffeine nó làm bạn tỉnh táo thì là đúng, nhưng mà trong cái quá trình mà bạn tập luyện á thì cái việc mà bạn tỉnh táo tự nhiên từ việc là cả ngày bạn làm việc không phải là quá mệt, hoặc là bạn có đủ giấc ngủ vào ban đêm, rồi hoặc là bạn không cảm thấy quá căng thẳng, thì cái việc bạn tỉnh táo tự nhiên nó sẽ tốt hơn vì bạn tỉnh táo một cách gọi là bạn ép cơ thể của bạn dựa trên cái chất tỉnh táo từ caffeine. Rồi nghĩa là nếu mình lựa chọn, mình sẽ lựa chọn Milo để mà tập luyện trước khi tập, trong điều kiện mà mình chỉ có hai cái lựa chọn này. Còn nếu mà không có hai lựa chọn này, mình sẽ có được những lựa chọn khác, ví dụ như là mình ăn chuối trước khi tập, mình uống rượu cồn cao trước khi tập, hoặc là mình ăn một bữa ăn nhẹ khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi tập. Rồi ok, hy vọng là với những cái sự so sánh này thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái loại thực phẩm, một cái loại đồ uống mà nó hữu hiệu hơn, chứ thật sự thì hai cái này nó cũng na ná nhau à, nó không có nào nó vượt trội hơn đâu. Đó là nhà Highland, tại sao lại chọn uống Highland? Nhưng mà uống cái này nó có caffeine, như một số người mà nếu mà tim mạch còn tốt người ta uống caffeine vô mà uống dưới một cái số lượng độc ngọt làm tăng nhịp tim cho các bạn là nhiều quá. Còn cái này thì đâu là sai mà bây giờ đó, với khẩu vị người dùng tùy mỗi khẩu vị, bên cho mình cũng hơi thích ăn ngọt hơn một chút, nên nếu mà bạn nào thích ngọt các bạn lựa chọn Milo, cái nào thích lạc hơn các bạn lựa chọn cà phê Highland. Rồi ok, không cái này không có cho, cái này sau khi mà các bạn quay video này thì mình sẽ dành tặng sản phẩm này cho bạn nào inbox tới và cộng em trong quay đầu tiên là một lon Highland hoặc một lon Milo. Tại vì Uni xin cái này đã uống, nhưng mà bởi vì là Uni đang trong quá trình đẹp hỏi giống con thì Uni phải ăn rau rất là nhiều và uống trà xanh không có đường thôi, tại vì cả hai cái này nó đều có đường, cả hai cái này nó có đường mà đều 170 calo. Nhưng nếu bạn trong quá trình giảm mỡ nhân công, bạn hạn chế sử dụng cả hai sản phẩm này thay bằng thuốc lọc,
hoặc là đừng nhét trái cây, không có đâu, không có cho. Nó là không cho rồi, nó đang nhập mỡ dẫn cân mà, nhập mỡ dẫn cân thì phải tập trung vào việc ăn nhiều cơm vô, uống lọc đi. Tại vì một ngày nếu bạn là nữ đi, bạn đang khoảng 50kg như thế này, bạn cũng giảm 48kg. Một ngày bạn chỉ còn mà ăn 1000 calo thôi, nhưng mà bạn uống một lần 2 lon này là nó tới 350 calo, là hết 1/3 bữa ăn một ngày rồi. Sau đó còn uống thêm một ly như thế này nữa là thành 600 calo rồi, uống thêm một ly MC cà phê nữa, quá nhiều. Như đây là đủ một lần đủ 1000 calo một ngày, ăn thêm một cái bánh giò nhỏ xíu được 1000 calo rồi. Lát nữa chiều tối cũng theo ăn thêm một cái bánh pizza nữa, quá nhiều, quá nhiều calo, bạn hiểu không? Nên nếu mà đi dâm ở dâm con, hạn chế uống mấy cái đồ này dùm cái, tại vì nó rất là dễ dư cái năng lượng trong nó có từ đường, từ sữa, nên nó rất là nhiều và nó giúp bạn tăng một cái lượng cái số insulin lên. Nó phù hợp với những người đang tăng cân tăng cơ thôi, chứ không phù hợp với phụ nữ mà đang muốn giảm mỡ giảm cân như thế này. Vậy nên cái này là không có cho này dành em tặng cho các bạn nha. Rồi ok, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Random Fitness về những cái tư vấn thầy thực tế và phù hợp với tất cả mọi người để sử dụng trong công việc thay đổi cơ thể bạn một cách tốt đẹp hơn, giảm cân giảm mỡ tăng cơ tăng cân để bạn có thể khỏe mạnh hơn, sức khỏe của bạn, tương lai của bạn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Random Fitness. Ai cũng bạn thì trở lại YouTube đi.